Nhưng mà chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng Chelsea trận đấu vừa rồi thi đấu rất hay. Và cái quan trọng hơn là Frank Lampard dám thay đổi ở ba trung vệ. Và trận đấu vừa rồi ông đã thành công. Đúng anh Trần Minh? Ừ. À, ngay cái tuần trước thì tôi đã nói ngay khi Chelsea đang thắng rất là nhiều, tôi đã nói Chelsea sẽ thua cho coi. Và ngay khi Chelsea thua rất là nhiều, tôi nói Chelsea sẽ thắng cho coi. Và đúng là họ đã thắng. Họ thắng nhờ vào cái sức bật của tuổi trẻ, nhờ những cái thay đổi của Lampard. Và có thể thấy là qua cái trận đấu này mình thấy ồ, Lampard giỏi thiệt nè. Ban đầu mình nghĩ rằng ồ, đây là một huấn luyện viên trẻ, hiểu được tâm lý các cầu thủ trẻ, và các cầu thủ trẻ gồng lên mà đá cho Lampard. Nhưng trận đấu này về mặt chiến thuật mà nói, Lampard đã thắng ông thầy cũ rồi. Cái này là hậu sinh khả úy, đúng không? Chắc. Bình thường đá 4 hậu vệ, trận này đá 3 hậu vệ. Và cái đội hình đó vận hành cũng rất là trơn tru. Và đặc biệt cái cách sử dụng Willian rất là hay. Những trận trước Willian không được đá nhiều, trận đá trận không. Nhưng mà riêng cái trận này thì rõ ràng Willian chính là con bài tẩy để đánh sập mọi cái toan tính của Mourinho. Mourinho rất là thích Willian. Vừa qua MU là lập tức tìm cách mua Willian liền. Qua Tottenham cũng khều khều Willian mấy cái. Nhưng mà bây giờ cái cầu thủ mà ông ta thích nhất đã quay lại hại ông ta. Chính xác. Và thứ hai rằng là ông không sử dụng Jorginho mà sử dụng Kovacic và Kante. Và tôi thấy trong trận đấu vừa rồi Chelsea pressing tầm cao rất tốt. Và quan trọng họ lui về và pressing là thành một khối. Nhưng cái điều đó không thể hiện ở Tottenham. Đúng anh Trần Minh? Ừ, chính xác là như vậy. Việc không sử dụng Jorginho chứng tỏ là ông ta không cần phải lấy cái thế trận. Ông ta chỉ cần một thế trận pressing thật nhanh thôi. Anh Trần Hành nghĩ sao khi Lampard sử dụng sơ đồ ba hậu vệ trong trận đấu vừa rồi? Thực ra thì nếu mà trong tay chúng ta có một Marcos Alonso với lại Abli Kureta mà không dùng họ tấn công biên thì hơi phí. Giống như ở Việt Nam mà có Văn Hậu với Trọng Hoàng mà không dùng họ tấn công mà chỉ là lo phòng ngự thì hơi phí. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự thay đổi của Frank Lampard không chỉ mang tính thời điểm đâu, không chỉ là trận đối đầu với Chelsea, mà chúng ta đều biết rằng là Marcos Alonso và Abli Kureta đều là những hậu vệ tấn công rất hay. Alonso bản thân khi chơi 4 hậu vệ anh cũng đã tấn công rất hay rồi, chứ đừng nói là khi mà đá 3 hậu vệ và được giải phóng vị trí lên tấn công. Nên tôi nghĩ rằng đây là một cái đấu pháp giống như Kovacic xuất hiện mà không phải là Jorginho. Kovacic và Kante lo hết cân hết, và Kovacic có những cái khoảng không cùng với đó là lệch trái cho Willian. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái sự biến hóa của Lampard trong một trận đấu cụ thể với Tottenham. Nhưng mà tương lai gần có thể Lampard sẽ tiếp tục với cái phương án, cái hệ thống này. Với Frank Lampard thì Chelsea sẽ có nhiều sơ đồ hệ thống chiến thuật, nhưng với Mourinho thì không phải như vậy, đúng không anh Thanh Bình? À, rõ ràng chúng ta nhìn trận đấu với Chelsea thì chúng ta đã đánh giá Mourinho nó có chưa có nhiều miếng, nhưng mà thực sự rõ ràng là chúng ta đánh giá thực sự ở trận đấu vừa rồi tôi xem là ông Lampard ông sử dụng một cái chiến thuật mà có thể nói là trước đây những cầu thủ đã thuần hóa với chiến thuật đó 3-4-3, và huấn luyện viên xây dựng mà Chelsea vô địch là Conte, thực sự là thời điểm đó ngoại hạng Anh đã nổi lên một cái chiến thuật rất là mới của Chelsea. Và bản thân ông Lampard ông cứ sử dụng cũng rất là hiệu quả. À, thời điểm mà 3-4-3 vô địch của Conte ở ngoại hạng thì vẫn còn đó Alonso, Abli Kureta và Kante. Trong khi đó ông kết hợp với ba cầu thủ trẻ Tomori Abraham và Mason Mount của những gì mà ông khai thác, thì ông hòa hợp hai cái cầu thủ đó lại để ông sử dụng một cái chiến thuật rất là hợp lý. Trong trận đấu vừa rồi tôi xem thực sự hầu như là Chelsea có rất nhiều cái pha lên bóng mà phải lên bóng với cái cách áp đặt, chứ không phải là những cái pha mà gọi là phòng thủ mà thụ động nữa. Cho nên là rõ ràng là cái việc biến đổi đó là chúng ta nhìn nhận là Lampard là một trong huấn luyện viên có đây là ông biến đổi rất là tốt. Và ông rất là hiểu đội bóng của mình. Nên là một rất là hiểu. Rất là hiểu. Bởi vì nếu như mà trước đó Chelsea chưa chơi 3-4-3 dưới thời Conte sẽ không thể đá nhuần nhuyễn được như ngày hôm qua. Và ông sử dụng những cái cầu thủ mà trước đây ít đá. Với cái sơ đồ mà trước đây những cầu thủ đã thành công, thì chúng ta nhìn thấy Alonso và Abli Kureta và Kante, những cầu thủ đó trước đây họ thi đấu sơ đồ rất là tốt. Và bây giờ sau khoảng thời gian lại những con người đó, thì rõ ràng là một sự rất là hợp lý. Và ông có nghiên cứu. Anh Trần Minh có nghĩ rằng là đa số những tiền vệ khi kết thúc sự nghiệp bóng đá ra huấn luyện viên sẽ thành công hơn những cầu thủ ở những vị trí khác hay không? Hơn hẳn tiền đạo là cái chắc rồi đó. Giống như là anh Vinh là chắc chắn là không làm huấn luyện viên rồi, đúng không? Thì cuộc đời anh là chắc chắn sẽ không bao giờ làm huấn luyện viên. Bởi vì đơn giản thôi, tiền đạo họ chỉ nhìn cái khung thành thôi. Còn tiền vệ á, họ sẽ nhìn về phía sau và họ nhìn về phía trước, đúng không? Khi phòng thủ thì họ lùi xuống hỗ trợ, khi tấn công thì họ dâng lên. Cái tầm nhìn của họ bao quát hơn. Và thật sự bây giờ những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới hiện nay đều là tiền vệ hết. Chúng ta nói đến Zidane, đúng không? Chúng ta nói đến Conte, Pep Guardiola. Chúng ta nói Pep Guardiola, và bây giờ chúng ta có thêm Lampard nữa. Bởi vì cái vai trò, cái vị trí quan sát toàn cảnh của họ giúp cho họ trở thành một huấn luyện viên ngay khi họ đang đá bóng rồi. Và chúng ta phải đánh giá Frank Lampard đến thời điểm này
là tương đối thành công với Chelsea.